thêm kill headshot cuối cùng nào anh em nào. Chuỗi 16 kill headshot nào. Wow. Yeah. Woo. 16 kill headshot yeah. Tuyệt vời con mẹ nó luôn. Wow. Sony Free Fire giá rẻ, shopsikeo.vn vui đón Giáng sinh ngập tràn quà tặng và đặc biệt là giảm giá vòng quay lên đến 70%, còn chần chừ gì nữa à? Let's go đến với shopsikeo.vn ngay nhá. Hello anh em, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sikeo nhá. Úi trời ơi, vừa nhảy dù xuống hả em ơi, sao đấy hả? Úi trời ơi, thanh niên này nữa hả? Làm sao đấy hả? Vỡ đầu luôn em ơi, cực kỳ là EZ và chuẩn bị mạng thứ hai nào. Vỡ đầu, wow, tuyệt vời rồi anh em nhá. Hôm nay thì với sự quay trở lại comeback cực mạnh của Sĩ Kẹo, tập chơi game Free Fire 4 ngón xem là hôm nay sẽ gắt thế nào nha. Mục tiêu ngày hôm nay đó là full headshot luôn anh em ơi. Thế cho nó gắt. Ui dồi ôi, vỡ đầu. Bắn như hack luôn anh em ơi. Nhưng mà anh em đừng có bảo nhá, đừng có bảo là tôi hack đấy. Lỡ đâu tôi bị khóa tài khoản thì làm sao. Nhưng mà trêu đùa anh em xíu thôi, chứ còn là kẹo thì không có hack đâu nha. Riêng mà hack thì cái nick của kẹo nó bay từ lâu lắm rồi, không có còn ở đây đâu. Dạ yeah, ok. Nào. Úi dồi ôi, EZ luôn. Ơ nhưng mà còn thanh niên nào ở phía trên vậy? Ui mấy bạn bắn nhau ghê quá. Cứ bình tĩnh coi nào. Làm sao mà phải vội thế hả? Úi dồi ôi, làm sao mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây nhở. Ía. Úi. Cái gì đấy? Nào. À thế ạ à? Nào. À thế là vỡ đầu luôn. Đam 324 ui. Đầu trận thì mình khởi đầu rất là EZ luôn với cây M14 luôn. Wow. Anh em thấy kinh khủng không ạ? À? Anh em đã sợ tớ chưa? Hay là mấy thằng lại bảo Sĩ Kẹo bắn như con bot? À kiểu gì là hôm nay công cũng bảo là Sĩ Kẹo hack đúng không? Không có hack đâu nha. Đậu xanh. Và YouTuber 1.8 triệu subscriber Free Fire mà hack game đã thì hỏng. Thề luôn các ông lại bảo tôi hack đúng không? Không phải đâu nha. Ok luyện tập 4 ngón mãi đấy. Ui dồi vỡ đầu. Còn gì để nói không? Còn gì để nói không nào? Yeah, tuyệt vời ông mặt trời luôn. 5 kill EZ vãi cả bíp luôn anh em ơi. Full headshot tâm đỏ. Anh em thì kinh khủng không ạ? Và bạn nào chưa like cho video thì hãy nhớ là nhấn nút like nhá. Và đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ cho Sĩ Kẹo nha. Thank you mọi người rất là nhiều. Chú khủng long xanh đáng yêu, cảm ơn tất cả mọi người. Và đừng quên là Kẹo còn có một kênh nữa, đó là kênh phụ Sĩ Kẹo TV. Thì mình để bên dưới phần bình luận nha. Mọi người nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Và đừng quên thì Kẹo vẫn on stream no like với ID 47397760 vào 20 giờ tối. Mọi người có thể là đọc phần mô tả để xem là cách tải no like nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ui. Ê, gì đấy? Này, vỡ đầu này. Ui dồi, từ nãy đến giờ chỉ có vỡ đầu thôi anh em. Pha này hơi lỗ tí, đấy là bắn hai viên shotgun. Nhưng không sao anh em. Dẫu sao thì Sĩ đâu có phải là một tuyển thủ chuyên nghiệp đâu. Nhưng mà dăm ba cái trò này thì EZ game anh em ơi. Luyện tập bắn 4 ngón, bắn như thần luôn anh em ơi. Thần đồng Việt Nam, hồi là đây chứ đâu. Đấy, anh em lại bảo không phải đấy. Yeah. Ê. Ôi, hôm nay em mở full trách nhạc Sơn Tùng cho anh em nghe luôn, cho nó kiểu khuấy động không khí nhá. Và mình nhớ là Sơn Tùng chuẩn bị là ra mắt cái MV mới đó. Anh em hóng video mới của Sơn Tùng không ạ? Ê, nhưng mà... Này, gì á? Chúng ta không thuộc về nhau này, không thuộc về nhau này, sợ chưa? Đã bảo là không thuộc về nhau rồi cơ mà. Yeah, 7 kill, hợp con mẹ nhà bà Lý luôn không ạ? Wow, à... Hình như là đang còn một thanh niên ở đây phải không nào? Nào, à thấy rồi nhá. Làm sao cứ bình tĩnh bạn ơi. Úi dồi trong nhà. Ui, gì đấy? Nào, có mặt chạy ạ? À? Thích chạy không em ơi? Ui, nó dựng bông keo kìa. Vãi cả dựng bông keo, dựng là dựng thế méo nào. Ra phía sau nhá. Wow, baby. Ui, baby chạy đâu đây? À, thì ra là như thế này à. À, dựng bông keo luôn anh em đấy. Làm sao chạy nổi không em? Úi dồi ôi, có mà chạy này. Ê, ui bỏ mẹ, nó cứ đi qua anh em ơi. Nào,
Bình tĩnh bạn ơi. Gì mà vội thế hả? Ê, đừng. Anh em ơi, chạy lẹ nó bắn tôi bỏ mẹ luôn nè. Ê, này, ra đây. Ui rồi vỡ đầu, sợ chưa? vỗ tay. Yeah. 8 kill. Tuyệt vời anh em ạ. Nhưng mà tầm này thì kẹo sẽ phải ngồi cuốn máu cái đã. Nói chung là chúng ta không vội vàng được, hết máu là phải cuốn ngay, được chưa anh em ơi? Xí kẹo 4 ngón bắn gắt như pro player luôn. Ui, mấy thằng lại bảo xí kẹo bắn ga lại đi. Ui dồi ôi, cái gì cũng phải luyện tập anh em ạ. Đấy, người ta bảo rồi, có công mài sắt có ngày nên xà beng à, nhưng mà nhầm. Có công mài sắt có ngày nên kim không ạ? Tôi hơi bị nhầm lẫn một xíu nhưng mà không sao cả. Ok, và anh em có hóng là kẹo làm highlight không ạ? Các bạn hãy comment ngay bên dưới video nhá. Và đừng quên là nhân vật mới thì mình chưa trải nghiệm cơ. Hôm nào rảnh trải nghiệm cho anh em xem nhá. Yeah. Oh yes, Sky ấy. Lại thêm một channel của Sơn Tùng em TP. Và nào, từ từ anh em ơi, để mình lên khu vực cổng trời cái đã nhá. Chú khủng long xanh ngày hôm nay tuyên bố là cần ôn cả map luôn. Ngại gì bố con thằng nào phải không? Hay là anh em lại bảo tôi sợ đi. Sợ là sợ thế nào? Yeah. Và em cuồng ngày hôm qua. Yeah. Và em cuồng ngày hôm. Cái đồ bắt tinh bắn vỡ đầu còn cơ anh em. Nào bình tĩnh em ơi, để kẹo lên trên nhá. Ôi, tớ lại sợ các cậu quá cơ. Sao nhá, tớ không có sợ đâu nhá. Được rồi anh em ơi, với combo súng là Vector này, M14 này, để coi nào, chạy đi đâu Hải ơi. Úi dồi này, úi dồi ôi, chạy nổi không em ơi. À, sự bóng kéo hay quá nhờ anh em nhờ. Nào, xị kẹo 4 ngón này, headshot, sợ quá. Tớ lại sợ bạn quá cơ, oh yeah. Sợ vãi bíp dài chưa anh em? Giỡn xíu anh em ơi, và hiện tại thì kẹo có 9 kill rồi, wow. Ngày hôm nay, phấn đấu tầm khoảng là bao nhiêu nhờ? Hơn 10 kill luôn cho nó sợ anh em ơi. 15 kill top 1 nhá. Ui vỡ đầu. Oh my god. Full headshot luôn. Vãi cả nồi luôn. Thôi bỏ mẹ rồi. Có khi là sau clip này là cái tài khoản của sĩ kẹo bị ban con mẹ nó mất. Nhưng mà trêu đùa anh em xíu thôi. Chứ còn là mình luyện tập mình chơi game mà anh em ơi. Ban là ban thế nào, có sai hack đâu ta. Yeah. Ok, rất nhiều bông keo luôn. Wow. Gặp ngay quả thanh niên shipper bông keo thế này thì còn gì ngon hơn nữa. Oh my god. Tuyệt vời anh em ơi, và kẹo vừa đổi qua cái súng Thompson rồi nhá. À, thực sự thì combo M14 cộng với Thompson vẫn rất là ổn. Oh my god, cuốn máu đã. Yeah. Đậu xanh nào, để coi là. Yeah. Nhưng mà từ từ anh em ơi, mình nghĩ là 14 thì với ống ngắm 2x bắn có vẻ ok hơn anh em ạ. Chứ còn là 4x thì nó cũng không ok lắm đâu. Đấy, nhưng mà thôi. Yeah. Đổi sang cây AK anh em ạ. AK rồng xanh nhá. Đây, ngày hôm nay thì với combo AK rồng xanh này, MP40 bích vàng này, để xem là sĩ kẹo có thể là nói được gì. Oh, trên trò có người luôn, ở phía trên cũng có người luôn. Vãi. Các bạn ơi đừng có vội thế nhá. Nào bình tĩnh thôi. Làm cái gì mà ghê vậy hả? Ê, này vỡ đầu. Wow. Oh my god. Không tin nổi. Yeah. Được luôn. Cố gắng trận đấu ngày hôm nay chỉ full headshot thôi anh em ơi. Không headshot xóa hết. Được chưa? Ui bà mẹ, giát thế anh ơi. Giát em quá anh ơi. Vậy anh chơi căng thẳng thế là em cũng hơi bị quỳ lại anh rồi đấy nhá. Yeah, ok, từ từ anh em ơi, kẹo quần máu cái đã. Mà ha, nó làm mình sợ kinh hồn anh em ạ. Nào, cứ bình tĩnh thôi người anh em ơi. Yeah, để kẹo ra phía ngoài này cái đã nhá. Cái đậu xanh. Vãi đi luôn. Từ từ anh em ơi. Đây. Úi dồi, dạo này kẹo cắt đầu chọc, thế nên là gặp thằng nào cũng phải cạo đầu chúng nó luôn anh em ạ. Như kiểu là cho nó hợp gu ấy, hợp lý không? Nào, chờ mãi thế nên chẳng ra anh em ạ. Thế nên là thôi, mình chủ động, mình chạy qua phía này. Ui my god, các bạn bình tĩnh cái nào. Làm cái gì mà cứ sồn sồn lên thế nhở? Ui, cái gì đấy, vỡ đâu? Wow, welcome. Sợ chưa? Nhưng mà bảo rồi, anh em đã like video cho xí kẹo chưa vậy? Bạn nào chưa like thì hãy nhanh tay like nhá. Ui đủ ma luôn. Mấy thằng này bắn ghê vãi. Ui cái đậu xanh nhá. Bình tĩnh nha, đừng có vội nhá. Ui mình sợ vãi chưa, ngồi ngay góc nhà quần máu luôn. Nào. Quần máu cho full người đã anh em ơi. Dạ. Ui bỏ mẹ nó sát hết nè. Đừng anh ơi, em đừng làm thế em sợ. Ui cái gì đấy, cuộc tình tay ma. Vãi cả game. Phần này hơi căng thẳng nhá, cuộc tình tay ma này. Cái gì đấy. Nào đuổi theo nó, vứt vỡ đầu luôn anh em ơi. Nào. Ui giữ máu kéo ghê vậy. À, dựng bóng kèo ghê thế nhỉ?
Cao thủ này, cao thủ cũng vỡ đầu nhá. Xí kẹo Free Fire, sợ chưa anh em? Cao thủ à? À, sợ quá, tớ lại sợ bạn quá cơ. Được rồi anh em, tranh thủ nào, let's go. Nhưng mà cuốn máu cái đã. Nói chung là không thể quên cái việc cuốn máu đây anh em ạ. Phải cuốn máu full cây thì các bạn mới chơi game một cách tự tin được nhá. Và combo AK dòng xanh MP40 bích vàng, tôi thề luôn combo này anh em cầm gáy khét cả mà đồ luôn nhá. Sợ chưa? Yeah. Nào, lấy tranh cái đây. Yeah. Oh my god. Hello. Có ai trên này không vậy? Vắng quá. À, phía dưới có người anh em ơi. Có phải là A ở đây rồi đúng không nào? Rồi. Ê, đâu vậy ta? À, trên tròi nhá. Làm sao mà có thể là qua mắt chú khủng long này được hả? Úi dồi ôi, chạy đi em ơi. Nào, à gốc cây à? Tôi bỏ mẹ hơi xa anh em ạ, hơi xa. Nên là đâm ra là vứt tâm hơi bị khó một xíu nhưng mà không sao. Oh my god. Này, thằng này này. Úi dồi ôi, bỏ mẹ rồi. Úi, mấy bạn bắn tớ ghê quá. Làm cái gì mà bắn tớ ghê vậy? Sợ luôn anh em ạ. Tôi có làm gì đâu chứ. Xong gặp quả mấy thanh niên bắn ghê vai cả trưởng luôn. Cái này chịu thua luôn anh em ạ. Oh. Nào, ơ kìa, có phải là thanh niên nào ở dưới không vậy? Úi dồi, vãi cả bíp vỡ đầu. Sợ chưa? Tớ lại sợ các bạn quá cơ ấy. Nào, chỉ còn hai đứa được nghe mày. Wow, hôm nay cố gắng 16 kill full headshot cho anh em xem nhá. Yeah, let's go. Vòng bò đã thu lại rất nhỏ rồi. Bây giờ là chỉ cần là chờ mấy thằng địch thôi. Ồ, trên này có không vậy? Ôi, vắng vãi. Từ anh em ơi, để kẹo lên trên cái đá này. Hai đứa nữa thôi mà. Wow, các bạn trốn đâu vậy? Nào, đừng có trốn với kẹo nha. Thề luôn anh em ơi, tầm này mệt mỏi lắm rồi. Đừng có trốn nữa bạn ơi. Ê, đâu vậy ta? Ồ, trên này vắng vãi. Không có anh em ạ. Oh my god. Cái này không hề đơn giản nhá. Tìm có mỗi hai đứa cuối thôi mà. À đây, ui, vỡ đầu. Oh my god. Thề với anh em luôn, cái này ăn may. Ăn may anh em ạ, ăn may chứ không phải là. Thôi kiểu gì là các ông cũng report bảo xí kẹo hack đúng không? Không hề hack nha. Cậu report đến năm sau nick tôi vẫn chưa bị bay. Yeah. Thằng cuối. Thằng cuối anh em ơi. Thêm kill headshot cuối cùng nào anh em nào. Chuỗi 16 kill headshot nào. Wow. Yeah. Woo. 16 kill headshot yeah. Tuyệt vời con mẹ nó luôn. Wow.